chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, năm ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, gặp may liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, nơi mang đến những dự đoán tử vi phong thủy chuyên sâu và những bài học ý nghĩa trong đời sống. Kính chúc quý vị luôn bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều điều tốt lành trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Mong rằng những lời chia sẻ từ kênh sẽ như những ngọn gió nhẹ nhàng, giúp quý vị tìm thấy hướng đi đúng đắn, an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về vận trình của tuổi Kỷ Dậu, những người sinh năm 1969, trong năm ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đây là một khoảng thời gian rất đặc biệt, mang đến vận may đáng chú ý và 3 ngày đại lộc mà chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm, tuổi Kỷ Dậu sẽ dễ dàng đạt được những thành công về tài chính, thậm chí là cơ hội phát tài phát lộc mạnh mẽ như mưa lũ. Những ngày này được ví như cơn gió đổi chiều, giúp những khó khăn trôi qua, mở đường cho một hành trình tài lộc nở rộ và cuộc sống thêm phần thịnh vượng. Bước vào giai đoạn này, những người tuổi Kỷ Dậu có thể nhận thấy những chuyển biến tích cực trong cả công việc, tài chính và mối quan hệ xã hội. Vận khí tốt lành không chỉ giúp quý vị thuận lợi trong các dự định đang thực hiện, mà còn mở ra cơ hội mới, dễ đạt được thành công vượt bậc trong những dự án kinh doanh hay công việc mà trước đây có phần trì trệ. Nếu quý vị biết nắm bắt và đầu tư tâm huyết, thành công sẽ đến một cách dồn dập, bất ngờ, thậm chí có thể thay đổi diện mạo tài chính của quý vị chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đặc biệt, với 3 ngày đại lộc, những ngày mà tài vận của tuổi Kỷ Dậu có thể tăng vọt, đây là thời điểm mà quý vị không nên bỏ qua. Trong 3 ngày này, quý vị cần chú trọng đến việc lập kế hoạch chi tiết và cẩn trọng trong từng quyết định để đảm bảo rằng vận may sẽ đến như mong đợi. Hãy xem xét kỹ những giao dịch, các mối quan hệ làm ăn và tìm cách xây dựng mạng lưới vững chắc, vì các yếu tố này sẽ là nền tảng đưa quý vị đến sự phát triển mạnh mẽ và bền vững. Ngoài ra, đây cũng là dịp để quý vị tự nhìn lại mình, điều chỉnh suy nghĩ, hướng đến những mục tiêu cao cả hơn. Thay vì chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt, sự bình tĩnh và tỉnh táo sẽ giúp quý vị không chỉ phát huy tối đa tài vận, mà còn đảm bảo rằng những thành tựu đạt được sẽ có giá trị lâu dài, mang lại niềm vui và sự hài lòng cho cả gia đình. Kênh Minh Đường Tử Vi mong muốn rằng, thông qua những chia sẻ từ video này, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sẽ có được sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế vững vàng để chào đón những cơ hội vàng trong thời gian tới. Đừng quên theo dõi kênh để nhận thêm những lời khuyên hữu ích, giúp quý vị không chỉ tận dụng cơ hội tài lộc mà còn hướng tới một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc bên người thân yêu. Hãy cùng bắt đầu khám phá chi tiết vận trình tuổi Kỷ Dậu trong những ngày đại lộc này để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội may mắn nào quý vị nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 kính mến, cuộc sống vốn dĩ đầy thử thách và đôi khi những biến động làm lòng người xao động, nhưng cũng chính trong đó, vận may đang dần ló dạng. Đã qua bao mùa bận rộn với những bộn bề, có thể tuổi Kỷ Dậu đã không ít lần tự hỏi khi nào sẽ đến thời điểm thích hợp để đổi vận, tìm thấy sự an lành, thịnh vượng. Giờ đây, câu trả lời dường như đã xuất hiện. Theo tử vi, năm ngày cuối của tháng 10 âm lịch này mang đến vận khí tốt lành, mở ra cơ hội bứt phá về tài chính và sự nghiệp mà cô bác có thể tận dụng để tạo nên những bước ngoặt mới trong đời mình. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian bình yên, mà là lúc vận khí hội tụ, khi tài lộc và may mắn dường như sẵn sàng tìm đến người tuổi Kỷ Dậu. Đặc biệt là trong 3 ngày đại lộc được dự báo sẽ mở lối cho những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài chính. Đây không chỉ là dịp để quý vị thu về tài lộc, mà còn là thời điểm để tự tin đột phá, thực hiện những dự định mà bấy lâu nay còn chần chừ. Những ngày đại lộc như cơn gió mùa xuân, mang lại khí sắc mới mẻ và mở ra lối đi đầy hy vọng, mà nếu biết cách nắm bắt, tuổi Kỷ Dậu có thể nhanh chóng đón nhận vận may lớn, dương tới thành công và sự sung túc. Có thể nói, đây là cơ hội trời ban, là thời điểm mà quý cô bác không nên bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Hãy để bản thân chuẩn bị một tinh thần lạc quan, cởi mở và tích cực trước mọi khả năng. Những giao dịch tài chính, các mối quan hệ làm ăn hay bất kỳ dự án nào mà quý vị đang cân nhắc, đây là lúc để tiến hành với sự quyết đoán và tin tưởng, lập kế hoạch kỹ càng, vạch ra các mục tiêu rõ ràng và đón nhận thử thách với tâm thế chủ động. Chắc chắn vận may sẽ đến như một thành quả xứng đáng cho mọi nỗ lực. Kênh Minh Đường Tử Vi luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ mong muốn giúp cô bác đón được thời vận, mà còn hướng tới một cuộc sống hài hòa,
thình dượng, có chiều sâu và ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng rằng qua những chia sẻ này, tuổi Kỷ Dậu có thể tìm thấy nguồn cảm hứng, khơi dậy niềm tin để bứt phá và đón chờ những điều tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước. Hãy cùng chúng tôi khám phá từng bước đi cụ thể, từng bí quyết đón nhận vận may một cách khéo léo và sáng suốt, để mỗi ngày của giai đoạn đại lộc này sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của quý vị. Về công việc và sự nghiệp, quý cô bác tuổi Kỷ Dậu kính mến, bước vào năm ngày cuối của tháng 10 âm lịch, bức tranh sự nghiệp của quý vị đang dần sáng tỏ với những gam màu tươi mới, đầy hứa hẹn. Đây là khoảng thời gian mà vận trình công việc và sự nghiệp được dự báo sẽ khởi sắc rõ rệt, mang đến cho quý vị nhiều cơ hội không chỉ để củng cố vị trí, mà còn có thể mở rộng những triển vọng phát triển trong tương lai. Đối với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, sự thuận lợi bắt đầu xuất hiện, đặc biệt với những nhiệm vụ trước đây còn dang dở hoặc tưởng chừng như bế tắc. Những khó khăn đó giờ đây dường như đang dần được tháo gỡ, giúp công việc tiến triển trôi chảy và dễ dàng hơn. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ thấy rõ sự cố gắng, năng lực và ý chí của cô bác, có thể dành cho cô bác những lời khen ngợi hoặc sự ghi nhận xứng đáng nếu biết cách phát huy đúng lúc. Đây sẽ là cơ hội để quý vị tạo dấu ấn sâu đậm trong mắt mọi người xung quanh, tạo nền tảng vững chắc cho những cơ hội thăng tiến và thậm chí là mở ra cánh cửa mới cho sự hợp tác tiềm năng. Với quý cô bác đang kinh doanh hoặc đầu tư, năm ngày cuối tháng này hứa hẹn sẽ là thời điểm bội thu, khi thị trường trở nên thuận lợi và mở ra nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn. Những nỗ lực và các khoản đầu tư quý vị đã âm thầm vun đắp trước đó, nay có khả năng bắt đầu sinh lợi nhuận, mang đến dòng tiền ổn định và giúp tài chính vững mạnh hơn. Không những vậy, đây còn là thời cơ để mở rộng quy mô, tìm kiếm đối tác mới hoặc thử sức trong các lĩnh vực kinh doanh mới. Đôi khi chỉ cần một quyết định dứt khoát vào đúng thời điểm, quý vị có thể đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển đầy triển vọng, nơi tài lộc có thể dồi dào như ý nguyện. Nhìn chung, thời điểm này là cơ hội vàng để cô bác Kỷ Dậu bứt phá trong sự nghiệp và củng cố nền tảng tài chính. Để thành công hơn, hãy tự tin, tập trung vào từng quyết định, cân nhắc từng cơ hội với sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng. Minh Đường Tử Vi chúc quý vị sẽ đón nhận những bước ngoặt may mắn, hướng đến một tương lai công danh sáng lạn, tài chính dồi dào và vững vàng hơn bao giờ hết. Sức khỏe của Kỷ Dậu trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu kính mến, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, dù vận may về tài lộc đang đến gần, sức khỏe vẫn là nền tảng không thể thiếu giúp cô bác tận hưởng trọn vẹn những niềm vui và thành quả sắp tới. Nhìn từ góc độ tử vi, đây là thời điểm mà cô bác cần đặc biệt lưu ý tới những dấu hiệu nhỏ của cơ thể, đặc biệt về huyết áp và hệ tiêu hóa. Hai yếu tố dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người tuổi Kỷ Dậu trong giai đoạn hiện tại. Sức khỏe không chỉ là nguồn năng lượng sống, mà còn là tài sản vô giá, và việc chăm sóc bản thân hàng ngày chính là bí quyết để duy trì sự ổn định và hạnh phúc lâu dài. Lời khuyên từ tử vi dành cho cô bác là hãy ưu tiên duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối. Những thực phẩm xanh sạch, giàu chất xơ và các vitamin thiết yếu sẽ là người bạn đồng hành, giúp cơ thể nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống. Không chỉ dừng lại ở chế độ dinh dưỡng, việc rèn luyện cơ thể thông qua các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian tĩnh tâm thư giãn mỗi ngày cũng là cách để cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Một buổi đi bộ trong không gian thiên nhiên hay vài động tác yoga giúp thư giãn cơ thể không chỉ giảm bớt căng thẳng mà còn góp phần duy trì huyết áp ổn định, điều hòa nhịp thở, giúp cô bác cảm thấy nhẹ nhõm và an yên. Ngoài ra, cô bác cũng nên chú ý, nếu cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, đừng ngần ngại mà hãy chủ động kiểm tra sức khỏe. Điều này không chỉ giúp cô bác an tâm, mà còn là cách để sớm phát hiện và ngăn chặn những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đặc biệt, trong những ngày đại lộc, những ngày tài lộc dồi dào, hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh thản, tinh thần lạc quan. Khi tâm trí được cân bằng và tươi vui, vận may cũng dễ dàng đến với cô bác hơn, như làn gió mát lạnh đưa niềm vui tài lộc đến từng bước đi trong cuộc sống. Kính chúc quý vị tuổi Kỷ Dậu luôn khỏe mạnh và đón nhận mọi điều may mắn, niềm vui, sức khỏe vẹn toàn, để từng ngày sống trọn vẹn với chính mình và những người thân yêu. Về gia đạo và tình cảm, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch, vận khí của gia đạo tuổi Kỷ Dậu sẽ bước vào một giai đoạn tươi mới, đầy ấm áp và hòa thuận. Đây là khoảng thời gian mà những mâu thuẫn nhỏ nhặt,
nếu có sẽ được xoa dịu và hóa giải một cách nhẹ nhàng, nhường chỗ cho sự gắn kết và đoàn kết trong gia đình. Những gì đã xảy ra trong quá khứ giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm để nhường bước cho không khí hòa hợp. Yêu thương đang lan tỏa khắp ngôi nhà, gia đình trở thành nơi cô bác tìm thấy sự bình yên, là chỗ dựa vững chắc sau những bộn bề của cuộc sống. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để cô bác dành trọn vẹn thời gian bên những người thân yêu, cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp như tổ chức một bữa cơm sum vầy, một chuyến dã ngoại, hay đơn giản chỉ là những buổi trò chuyện tâm tình. Mỗi khoảnh khắc qua quần bên gia đình sẽ là liều thuốc bổ giúp tinh thần cô bác trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Mối quan hệ với con cháu cũng sẽ trở nên đặc biệt gắn bó hơn trong thời gian này. Sự quan tâm, yêu thương và những chia sẻ từ cô bác sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng. Các con cháu sẽ cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc từ ông bà, cha mẹ. Và điều này không chỉ làm tăng thêm tình cảm gia đình mà còn thúc đẩy mối liên kết giữa các thế hệ. Đặc biệt, gia đạo Kỷ Dậu có thể đón nhận tin vui từ các thành viên trong gia đình, như con cháu đạt được những thành tựu đáng tự hào trong công việc hoặc học hành. Đây sẽ là niềm vui vô bờ bến, không chỉ mang lại tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ cho cả gia đình tiến bước trong tương lai. Những thành công này như là những món quà vô giá, đem lại sự hân hoan, vui mừng trong mỗi trái tim thành viên gia đình, khiến mỗi người đều cảm thấy tự hào về sự cố gắng của nhau. Tình cảm gia đình trong giai đoạn này càng thêm thắm thiết, khăng khít khi mỗi thành viên đều dành thời gian và tình yêu thương cho nhau. Những lần trò chuyện sâu sắc, những cái ôm ấm áp, những ánh mắt ngập tràn yêu thương đều là dấu hiệu của một gia đình đầy ắp hạnh phúc. Đây cũng là cơ hội để cô bác củng cố những mối quan hệ thân thiết, phát triển tình yêu thương trong gia đình và làm nền tảng vững chắc cho những năm tháng hạnh phúc phía trước. Với tất cả những điều tốt đẹp này, gia đình sẽ trở thành nguồn động lực, niềm vui và là nơi cô bác luôn tìm thấy sự bình yên và an ủi trong những lúc mệt mỏi. Chúc cho gia đình tuổi Kỷ Dậu trong tháng này luôn tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc và sự yêu thương, là điểm tựa vững chắc để mọi người cùng nhau vươn đến thành công trong cuộc sống. Ngày đại lộc, cơ hội đón tài lộc phát đạt, phồn vinh. Kính thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969, vận trình 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến cho cô bác những cơ hội tài lộc hiếm có, với 3 ngày đại lộc là 27, 28 và 30 tháng 10 âm lịch. Đây là thời điểm mà vận khí hanh thông, tạo nền tảng vững chắc để cô bác đạt được những bước tiến lớn về tài chính, sự nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn từng ngày đại lộc này để có kế hoạch đón nhận vận may một cách hiệu quả nhất. Ngày 27 tháng 10 âm lịch, cơ hội kết giao, tạo nền tảng phát tài. Ngày 27 âm lịch là thời điểm đầu tiên mở màn cho chuỗi 3 ngày đại lộc của tuổi Kỷ Dậu, mang đến sự khởi sắc mạnh mẽ về tài lộc và công việc. Đây là thời điểm mà cô bác có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong vận may của mình, với nhiều dấu hiệu tốt lành đón chào từ sớm. Những công việc tưởng như bế tắc bỗng có hướng giải quyết, các mối quan hệ trong công việc cũng trở nên gắn bó và hỗ trợ hơn. Đối với những ai đang mong chờ cơ hội ký kết hợp đồng hay tham gia vào các thỏa thuận quan trọng, đây chính là ngày lý tưởng để thực hiện. Các dấu hiệu thuận lợi và năng lượng tích cực trong ngày 27 giúp cô bác không chỉ có sự tự tin mà còn có trí tuệ minh mẫn, nhạy bén trong việc phân tích, đánh giá lợi ích từ từng cơ hội. Nếu cô bác đang nắm giữ những dự án còn dang dở hoặc có một mục tiêu muốn đạt được, hãy tận dụng ngày này để thúc đẩy tiến trình. Một sự ký kết thành công hay một thỏa thuận đạt được không chỉ mang lại lợi nhuận ngay trước mắt mà còn là bước đệm tạo nền tảng bền vững cho sự nghiệp về sau. Ngoài ra, ngày 27 còn đặc biệt thuận lợi để kết giao và tạo dựng những mối quan hệ mới. Tử vi cho thấy những mối quan hệ cô bác tạo dựng hôm nay không chỉ mang lại sự hỗ trợ hữu ích mà còn có thể trở thành quý nhân cho con đường công danh và tài lộc sau này. Nếu có cơ hội, hãy mở rộng giao lưu với những người có chung chí hướng, hay đơn giản là giữ một thái độ cởi mở để có thể kết nối với nhiều người hơn. Những cuộc trò chuyện, những buổi gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên hôm nay có thể mang lại bất ngờ lớn, giúp cô bác xây dựng mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ cho tương lai. Hãy nhớ rằng hôm nay là ngày mà bất cứ cơ hội nào cũng đáng giá, dù là một cuộc gặp mặt đơn giản, một dự án nhỏ hay một cuộc trò chuyện tình cờ đều có thể chứa đựng mầm mống của thành công sau này. Vì vậy, cô bác hãy dũng cảm và mạnh dạn bước tới, nắm bắt trọn vẹn những gì đến với mình và đừng để bất kỳ cơ hội nào trôi qua mà chưa được khai thác. Chúc quý cô bác ngày 27 tháng 10 âm lịch sẽ có một khởi đầu đại lộc thuận lợi, mang về nhiều thành tựu đầu tiên trên hành trình 3 ngày may mắn.
mở ra một tương lai đầy hứa hẹn và những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngày 28 tháng 10 âm lịch, vận tài lộc dồi dào, nguồn thu hấp dẫn. Ngày 28 âm lịch được xem là một trong những ngày đại cát nhất trong chuỗi ngày đại lộc của tuổi Kỷ Dậu, mang đến tài lộc dồi dào và nguồn thu hấp dẫn không ngờ. Đây là thời điểm mà những khoản đầu tư trước đây, từ những dự án lâu dài đến các khoản kinh doanh nhỏ lẻ, bắt đầu cho thấy kết quả tích cực. Đối với những ai kiên trì và nỗ lực, hôm nay sẽ như một món quà tài lộc ngọt ngào, giúp củng cố và cải thiện nền tảng tài chính một cách đáng kể. Đối với cô bác tuổi Kỷ Dậu, ngày này có thể đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong vấn đề tài chính, khi dòng tiền từ các nguồn thu khác nhau dần dần đổ về. Những dự án mà cô bác đã đầu tư công sức và tài lực trước đây có khả năng sinh lời rõ rệt, thậm chí một vài khoản lợi nhuận lớn có thể giúp cân bằng tài chính, tạo dựng sự ổn định bền vững hơn. Đây chính là minh chứng cho sự bền bỉ và nhẫn nại trong công việc của cô bác, khi giờ đây thành quả đang dần được thu hoạch. Ngoài ra, nếu cô bác có ý định mở rộng các khoản đầu tư, đây là thời điểm phù hợp để cân nhắc và chọn lựa những dự án mới tiềm năng. Sức hấp dẫn của ngày hôm nay nằm ở việc tài vận của tuổi Kỷ Dậu đang lên cao, khiến mọi dự định đầu tư của cô bác có khả năng gặp nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tử vi cũng nhắc nhở rằng đây không phải là lúc để mạo hiểm một cách quá mức. Sự khôn ngoan nằm ở việc cô bác lựa chọn những dự án đã có nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh lao vào các lĩnh vực quá mới mẻ hoặc xa lạ. Để bảo toàn tài chính và duy trì sự ổn định lâu dài, với những ai đang sở hữu các khoản tiết kiệm hoặc nguồn tài chính dự phòng, hôm nay là lúc cô bác có thể suy nghĩ về việc phân bổ nguồn vốn một cách thông minh hơn. Có thể là đầu tư thêm vào những lĩnh vực quen thuộc mà cô bác đã có kinh nghiệm hoặc chọn lựa các khoản đầu tư sinh lời ổn định và an toàn. Đừng vội vàng. Hãy để ngày hôm nay là một ngày mà sự bình tĩnh và quyết đoán cùng hòa nhịp, giúp cô bác đưa ra các lựa chọn đúng đắn nhất. Ngày 28 tháng 10 âm lịch không chỉ là ngày của tài lộc, mà còn là ngày của sự lạc quan và phấn khởi. Sự thịnh vượng hôm nay là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc và cẩn thận từ trước, là thành quả xứng đáng cho mọi nỗ lực của cô bác. Hãy tận hưởng niềm vui và cảm giác thành công từ những gì đạt được và tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan này để bước tiếp. Chúc cô bác một ngày 28 đại cát, đại lợi, tài lộc vượng phát và nguồn thu hấp dẫn giúp tài chính ổn định và phát triển hơn nữa. Ngày 30 tháng 10 âm lịch đỉnh cao may mắn, cơ hội tài lộc tối ưu. Ngày 30 tháng 10 âm lịch là đỉnh cao trong chuỗi ngày đại lộc của tuổi Kỷ Dậu, là thời khắc mà vận may và tài lộc đạt đến mức tối ưu, được xem là một ngày cực kỳ thuận lợi. Hôm nay mang đến những cơ hội tài chính vô cùng hấp dẫn và đáng giá. Đây là lúc mà cô bác có thể thực hiện những kế hoạch tài chính lớn, từ việc ký kết hợp đồng quan trọng, thực hiện giao dịch lớn cho đến nhận được các khoản thu nhập, thưởng hay hoa hồng từ những công việc dự án đã hoàn thành. Điều đặc biệt trong ngày hôm nay là sự xuất hiện của các cơ hội tài chính bất ngờ, từ các khoản lợi nhuận lớn đến những hợp đồng kinh doanh, đầu tư sinh lời. Cô bác có thể nhận được những nguồn thu vượt ngoài mong đợi từ các giao dịch đã thực hiện trước đó, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính cá nhân. Ngoài ra, đây còn là thời điểm cô bác có thể đón nhận những món quà tài lộc từ cấp trên, đối tác, hoặc các khoản thưởng, hoa hồng từ những thành tích xuất sắc trong công việc. Những khoản thu này không chỉ giúp củng cố tài chính hiện tại, mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng sự nghiệp trong tương lai. Hơn nữa, trong ngày này, có thể sẽ có những cơ hội hợp tác xuất hiện từ những người mà cô bác chưa từng nghĩ đến. Nếu có ai đó tìm đến nhờ sự giúp đỡ hoặc đề nghị hợp tác, hãy dành thời gian để xem xét kỹ càng, bởi rất có thể người đó chính là quý nhân mà cô bác đang tìm kiếm. Người sẽ mang đến những cơ hội mới và đòn bẩy quan trọng giúp cô bác thăng tiến và phát triển bền vững trong sự nghiệp. Đôi khi, những cơ hội xuất hiện bất ngờ lại là bước ngoặt quan trọng, thay đổi cục diện cuộc sống và mang lại thành công lâu dài. Ngày hôm nay cũng là thời điểm mà cô bác nên mở rộng tầm nhìn, đón nhận cơ hội một cách cởi mở và tự tin, tinh thần lạc quan, sẵn sàng tiếp nhận mọi điều tốt đẹp, chính là chìa khóa để tận dụng tối đa vận may mà ngày hôm nay mang lại. Mỗi quyết định, mỗi hành động trong ngày này sẽ mang lại ảnh hưởng lớn đến tương lai tài chính của cô bác, do đó hãy cẩn trọng nhưng cũng đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Với tất cả những yếu tố thuận lợi từ năng lượng vũ trụ trong ngày 30 tháng 10, cô bác có thể yên tâm rằng đây là một ngày tuyệt vời để thực hiện các kế hoạch lớn, nhận những phần thưởng xứng đáng và đón nhận tài lộc đầy tay. Hãy giữ vững sự bình tĩnh, tỉnh táo và chủ động trong mọi tình huống để bước tiếp vào giai đoạn thịnh vượng và thành công hơn nữa.
Chúc cô bác một ngày 30 tháng 10 âm lịch đầy tài lộc, may mắn và thịnh vượng, tận dụng tối đa cơ hội để tiếp tục vươn xa trên con đường sự nghiệp và tài chính. Thưa quý vị, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị cùng lắng nghe đàm luận về đạo của nước theo Lão Tử. Tư tưởng của Lão Tử là thuận theo tự nhiên, sử dụng cái nhu hòa khéo léo để xử thế, cũng giống như nước vậy, luôn yếu mềm mà vẫn có thể làm mòn đá núi. Vào thời kỳ thoái trào của Lễ Giáo cuối thời Xuân Thu, để giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, Lão Tử đã rời xa thế tục, gửi gắm tâm tình nơi núi non, cảm nhận cái tinh khiết và mênh mông bát ngát của thiên nhiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người. Dòng chảy lưu động, biến hóa không ngừng của nước đã khơi dậy cảm hứng tâm linh của nhà hiền triết, trở thành nơi để ông gửi gắm tâm tư và sự tỉnh thức của mình. Trí tuệ và tư tưởng triết học của Lão Tử có sự liên hệ rất lớn với nước trong tự nhiên, chúng ta còn có thể gọi nó là sự thức tỉnh của thủy tính. Khổng Tử nói, trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn, kẻ thông đạt đạo lý thì yêu thích cái lưu động không ngừng của nước, người nhân an nhiên thi hành đạo lý nên yêu thích cái vững vàng bất dịch của núi. Lão Tử yêu thích nước, vì nước gần với đảo, nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng tính bền bỉ lại khiến nước có thể làm mòn đá bởi dòng chảy của mình. Đá có mạch đến đâu cũng sẽ bị nước mềm yếu chinh phục, vì thế Lão Tử nhận định, trên thế gian không có thứ gì yếu mềm như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được. Từ đó, ông cũng cho rằng mềm dẻo là phương cách tồn tại nên có của con người, mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng đều biết rõ. Sự mềm dẻo của Lão Tử chính là nói về quan niệm xử thế rộng rãi lạc quan, xem thường cái mạnh, nước chảy chỗ thấp, an phận, không tranh giành, vì không tranh giành nên cũng không thất bại. Đồng thời, nước lại thân thiện với vạn vật, giúp vạn vật phồn vinh, cho nên được vạn vật yêu thích. Con người cũng vậy, cần khiêm tốn, nhường nhịn, khéo léo, hết sức giúp đỡ người khác, tránh việc tranh giành. Đừng mang tâm lý thắng thua, đó chính là thượng thiện nhược thủy. Lão Tử chủ trương, người thiện thì ta thiện, người không thiện ta vẫn cứ thiện, đó chính là thiện. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lão Tử đã đúc kết khái quát nguyên tắc xử thế của ông như sau: ta cầm giữ ba bảo vật, một là tự ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với thiên hạ. Theo ông, con đường đời của chúng ta gian nan gập ghềnh, thế sự khó mà dự liệu, nhưng một người chỉ cần giữ được thủy tính thì sẽ có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Hiểu được cái đẹp và lạc quan trong cuộc sống, nước chảy chỗ thấp, dù đã rời xa triều đình nhưng Lão Tử vẫn luôn suy tư về triều đình và xã hội, nhờ bản tính hài hòa của nước. Lão Tử đã nhìn ra được cái tai hại của việc cai trị chính trị nói chung, bản tính của nước là tìm đến sự phẳng lặng, đây chính là lẽ trời tự nhiên. Lão Tử cho rằng, xã hội thời bấy giờ chỗ bị thiếu dù chỗ khác có thừa cũng không bù lại được, cuộc sống thừa mứa mà lại thiếu cân bằng, vì lẽ này, Lão Tử chủ trương để người ở trên phải dùng tâm thế rộng lượng và bao dung, tuân theo tính chất của nước, đi tìm sự điều chỉnh, thì tự nhiên sẽ có được hiệu quả xã hội tốt. Ví như sông và biển đều hình thành từ nước, thế nhưng tại sao sông lại chảy ra biển, biển đón lấy nước sông? Lão Tử cho rằng đó là bởi vì biển nằm ở phía dưới các con sông. Vì ở chỗ thấp nên làm vua trong thung lũng, từ điều này Lão Tử cho rằng người cầm quyền muốn quy phục lòng dân thì nhất định phải chịu hạ mình. Trước mặt người dân thì lời nói phải khiêm tốn, suy nghĩ trước sau, hay còn gọi là chịu ở nơi thấp, chịu lánh phía sau, từ đó mà khiến cho thiên hạ vui vẻ mà không phiền lòng, tạo thành cục diện bình ổn trăm sông ra biển, vạn dân nghe theo. Lão Tử nói, hạ mình để cho vừa lòng dân, lý lẽ này về bản chất là giống với phong thái của ông. Nước làm lợi cho vạn vật, nước thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, nhưng đối với vạn vật thì nước sinh ra mà không sở hữu, làm mà không kể công, giúp phát triển mà không đòi làm chủ, đây mới là đức tính cao nhất. Theo cách nhìn của Lão Tử, người ở nơi cao phải trị quốc hiểu dân, giống như nước làm lợi cho vạn vật vậy. Đối với người dân, phải tạo ra cái lợi nhưng không sở hữu, ủng hộ sự phát triển mà không được cố ý trở thành người làm chủ. Người dân có được lợi ích mà lại không biết đến sự tồn tại của người cho mình lợi ích đó. Ông cho rằng, đây mới là cảnh giới cao nhất của người ở trên, hay còn gọi là thái thượng. Bất chi hữu chi, kỳ thứ, thân chi dự chi. Người làm vua giỏi là dân không biết là có vua. Thấp hơn thì dân quý dân tin,
Dùng cách công bằng ngay thẳng và thái độ khiêm nhường hòa nhã để trị quốc hiểu dân chính là đi theo quy luật tự nhiên của nước. Lão Tử cho rằng, người cầm quyền mà tuân theo lẽ trời này, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, kiên trì giữ những kế đẹp của những đức tính rộng lượng, bao dung, công bằng, khiêm tốn, thì ắt sẽ trở thành bách dung dương như biển lớn đón lấy trăm sông. Hiểu biết của Lão Tử về đặc tính sâu xa của nước đã ảnh hưởng đến các nhà tư tưởng sau này, như Binh Pháp Tôn Tử có chỉ ra binh hình tượng thủy. Tôn Tử lại nhận định vua và dân thường là thuyền thủy chi dụ, ý chỉ người dân có thể giúp vua lập nên triều chính, cũng có thể đứng lên lật đổ triều đình. Người trước xem trọng quy luật và linh hoạt trong sự vận động của nước, người sau lại xem trọng sức mạnh không thể xem thường của nước. Cả hai nhân vật lỗi lạc đều tìm ra được lý lẽ sâu sắc từ tính chất tự nhiên của nước, phát huy sự độc đáo đối với triết lý về nước của Lão Tử. Lão Tử quan sát tính tất yếu của tự nhiên bằng tâm tình bình lặng, ông tìm ra được phương thức xử thế nhẹ nhàng và không tranh giành từ tính chất của nước. Biết được đạo trị quốc công bằng và khiêm nhường, phòng đoán sự sinh trưởng của vạn vật, Lão Tử dùng nước để bồi dưỡng thêm tinh thần chân chính của con người, để nước có được hàm nghĩa văn hóa sâu sắc, đồng thời hình thành nên trí tuệ rộng lớn bao la. Vậy là chúng ta đã đi qua những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, và đặc biệt, trong 10 ngày này, 3 ngày đại lộc, 27, 28 và 30 tháng 10 âm lịch, chính là thời điểm vàng để người tuổi Kỷ Rộng 1969 đón nhận vận may tài lộc dồi dào. Đây không chỉ là cơ hội để cải thiện tài chính, mà còn là thời khắc để mở ra những cánh cửa thành công bền vững. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần quyết tâm và lòng tự tin vững vàng, cô bác sẽ có thể dễ dàng nhận ra những cơ hội quý giá đang đến. Mỗi quyết định, mỗi hành động trong những ngày này đều có thể mang lại những lợi ích lớn, mở rộng con đường phát tài, phát lộc. Từ những giao dịch kinh doanh, đầu tư cho đến những cơ hội hợp tác, tất cả đều sẽ tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống sung túc, đủ đầy và hạnh phúc. Chắc chắn rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ và kiên định với mục tiêu của mình, quý vị không chỉ thu về tài lộc mà còn đem lại hạnh phúc cho chính bản thân và gia đình. Những thành công này sẽ không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là nguồn động viên lớn lao cho tất cả các thành viên trong gia đình, góp phần tạo nên một tổ ấm gắn bó, hòa thuận. Quý khán giả thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những chia sẻ thú vị, hữu ích và đầy ý nghĩa cho mọi người. Chúc quý vị một cuộc sống an yên, may mắn và luôn gặp nhiều thành công trên con đường phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.